Hello các bạn, lại là Sunny đây và hôm nay chúng ta sẽ lấy một video mới, không phải là video slam mà là một video ăn uống mà rất là nhiều bạn comment bảo Sunny làm. Sunny ơi, ăn bánh chuột sống đi. Đây là một thử thách bởi vì là Sunny ăn đồ sống khá là nhiều, thích ăn sashimi, sushi, các loại hải sản, nhưng mà Sunny thực sự chưa bao giờ ăn bánh chuột sống cả. Và hiện tại Sunny đang có mặt tại nhà hàng Wonai. Một nhà hàng rất là nổi tiếng, rất là nhiều youtuber, vlogger đến đây review cái món bạch tuộc sống rồi. Vậy nên là hôm nay Sunny cũng đu đởn nhân dịp Halloween, nhân dịp dành rồi, nhân dịp một ngày trời mưa gió đến đây và ăn thử món bạch tuộc sống. Hôm nay Sunny order tất cả các món ăn, có hai món thôi nhưng mà đều là món sống các bạn ạ. Hôm nay Sunny sẽ ăn và kèm một chút thức uống yêu thích. Và đầu tiên đó chính là bạch tuộc sống, thì người ta sẽ mang cho mình một cái bọc bạch tuộc sống như thế này. Trời. Nhìn này dám bỏ mồm ăn, kinh dị quá mọi người ạ. Và chỗ này Sunny order là 300g mà ở đây bán 80.100g, tương đương với 800.000 một kg, giá gần bằng một con tôm hùm, giá gần bằng một kg tôm hùm Alaska đó các bạn. Wow. Okay. Và bây giờ nhân viên sẽ cắt. Tự nhiên mà cảm thấy nóng thế, run quá. Thường thường khách đi ăn món này nhiều không chị? Dạ, rất là nhiều. Rất là nhiều. Có người đang dịch thử không? Au! 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 Ui đau quá! Au! Cái phần đầu là thường thường sẽ để lại như vậy. Giống vậy. Hình ảnh cắt cắt thế này có phải là gọi là hình ảnh gì vậy? Wow, cực khỏe luôn mọi người ạ. À, chỗ này bọn mình nhà mình có bán mang về không ạ? Nguyên con sợ nó bỏ ra. Vì nó còn sống. Nếu mà nó bỏ ra mình cầm cái cẳng kéo lại. Và đây là hai con cuối cùng, chúng ta sẽ để nguyên con nha. Rồi. Là nó ngột là nó bỏ. Dạ vâng. Và đây chính là
Đây chính là món bạch tuộc của chúng ta các bạn thấy không? Các bạn nhìn con thấy giống gì? Sunny thì cảm thấy nó bị giống. Sunny cảm thấy nó giống như một tô mì udon. Mì udon của Nhật Bản mọi người ạ. Nhưng mà khác một chỗ là mì udon này biết ngọ nguậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn thử nhỉ. Tốt tí bia để lấy tinh thần. Ok, 1 2 3 vô lên luôn. Bây giờ ăn thử nha. Hồi hộp quá. Siêu giòn. Hơi dai một chút thôi. Ngon. Ăn được mọi người ạ. Ăn được, ngon cực. Đối với những bạn mà thích ăn đồ hải sản sống thì chắc chắn là một lần trong đời phải thử món này. Và nó cái những cái sợi cúc cái gì cái râu của con bạch tuộc này nó giòn và nó hơi ngọt ngọt và hơi chua chua, vì cái nước mắm tắc nó làm cho con bạch tuộc nó đã giòn một chút rồi nên nó ăn rất là dễ ăn. Mình không biết là khi ăn không với lại mùi tạc và nước tương như thế nào nhưng mà chưa ăn được. Nhưng mà bạn nhai kỹ nha, bởi vì nó hơi dai ra một chút thôi. Không nhai kỹ nó sẽ mắc họng mất. Rất là giòn. Thế nào nha. Bên con này sau khi bỏ vào nước mắm một lúc thì nó đã bị ngộp và kiểu như là chết ỉu một xíu rồi mọi người ạ. Nghĩa là chết lâm sàn rồi. Ngất xỉu lâm sàn rồi. Nên là sẽ thử nguyên cả con nha. Nhiều người chắc là lần đầu tiên anh sẽ cảm thấy kinh dị và sợ, nhưng mà Sunny lúc đầu thì cảm thấy hơi hộp và sợ thật, nhưng bây giờ bỏ vào mồm ăn quen thấy ngon rồi lại cảm thấy đây là món rất là đáng để thử. Nó đang di chuyển mọi người ạ. Nên nghĩ là nó chết lâm sàn nó nhưng mà nó vẫn không. Nó đang di chuyển. Sợ quá. Nó chỉ mới ngất xỉu thôi.
đấy có một khâu nữa là bạn ăn sẽ không hết, và những cái đầu này nếu bạn không ăn thì người ta sẽ cho bạn làm một cái nồi, không biết nồi canh chua hay là nồi giấm để các bạn nhúng giấm. Anh quay phim muốn thử không? Nồi một trái. Nồi một trái. No, no, no. À, cắt một miếng thôi hả? No. À, no. Ừ. Ok. Thử cắn cái đầu anh. Ăn thành cái phần rau. Và Sunny đã thử xong món bạch tuộc sống. Hiện tại là chỉ còn chỉ còn những cái mình của nó thôi mọi người ạ. Cái râu hầu như là hết rồi. Và Sunny sẽ thử món thứ hai của nhà hàng này cũng liên quan đến đồ sống. Đây chính là món sexy Thái Lan. Không hiểu sao tới sexy, chắc có lẽ là vì là những con tôm này bị lột trần ra nên gọi là sexy. Phần này khá là nhiều và có họ sò huyết sống nè, ốc bươu thì chín rồi, tôm sống mà Sunny rất thích ăn tôm sống nè, thì chúng ta sẽ thử nhé. Đây chính là tôm sống. Sunny thấy tôm này không phải là tôm đang còn nhạy mọi người ạ. Có nghĩa là tôm có thể là ngộp rồi hoặc thế nào đấy. Thì tôm cũng được. Đây là sò nữa. Mình nghĩ là món sò sống sẽ rất là khó ăn cho những bạn mà lần đầu ăn đồ sống, hoặc là những bạn mà chỉ ăn đồ sống rồi cũng sẽ cảm thấy nó hơi có mùi hơi tanh tanh ngái ngái, hơi tanh một xíu. Lấy ra được cả tất cả luôn, nhưng mà chúng ta chỉ
Và Sunny đã ăn thử được tôm sống, họ cái gì nhỉ? Sò sống và đặc biệt là bạch tuộc sống của cái nhà hàng này rồi. Và bây giờ là còn những cái đầu đây Sunny sẽ nhúng giấm để ăn. Không thể nhanh nên các con đâu mọi người ạ. Nếu như mà các bạn yêu cầu thì có thể là ở một video nào đấy tiếp theo Sunny sẽ ăn lại món bạch tuộc sống này nguyên con tại nhà. Phải không? Ăn tại nhà với lại mù, với lại wasabi và nước tương. Và sẽ ăn nguyên con trắng nõn như vậy. Còn bây giờ thì video của Sunny cũng kết thúc rồi. Các bạn đừng quên ủng hộ Sunny bằng cách like video này và ấn subscribe để Sunny làm những video mới, làm những video mới thú vị hơn. Và các bạn cũng đừng quên xem những video khác của Sunny về slam, về ăn uống, du lịch, vlog. Và sau video này sẽ là những video vlog khác nữa. Đừng quên bye bye. Chúng ta cùng... Nếu như bạn chưa muốn tắt điện thoại thì hãy vào đây và ăn thử món ăn cái miếng cuối cùng của cái bạch tuộc này, đó chính là bạch tuộc nhúng giấm. Còn một cái dâu. Rất là mềm, cực kỳ mềm luôn.